vậy? Quay được 8 phút, cái này là 2 phút. Em bấm cùng một lúc để cho nó tiện. Thế anh vừa bấm là không dây đấy. À, giỏi rồi. Nó chửi mình. Fuck you ấy. Áo nhỉ. Đây trước anh ăn ở đây này. Ăn rằm ở đây này. Ăn rằm ở đây người ta bảo là ăn rằm các bạn. Ăn rằm. Có chi đâu mà buồn. Anh Tiến nghèo quá nên đéo kéo được hai em được. Thì mẹ nhắn tin cho Thuận. Đéo thì Thuận trả lời. Có vào luôn rồi đấy. Để xem đánh bóng chưa đã. Đây Yên Hòa. Ừ Yên Hòa nhá. Giờ đi hả? Giờ đi cũng được. Nhưng mà giờ đi này, nếu có mây đẹp ấy, cho chú xem ấy. Mây trừng núi lưng trừng đèo. Có mây mà. Nhưng mà giờ nếu có rồi nhìn biết. Ủa? Ê, ông công an này này, nhớ mãi ông ấy đến không ạ? Thu ở đây 10 ngày, thu 2 ở đây 10 ngày, mỗi ngày 15.000 tiền phí. Thì đây phí đó gì nhỉ? Tiền phí đó gì nhỉ? Để nhớ lại. Cái phí gì anh em mình đóng 2.4 nhỉ? Một vài đái. Mỗi ngày 15.000. Không, vừa vừa rồi. Không đéo ai ai bỏ bỏ cho sao chuyển khoản nhá. Kinh đéo có chuyển khoản. Yên Hòa lạnh nữa thì đấy là chú ngồi sau xe anh ấy nhá. Nó đẹp hơn. Đây nhà sơn đây. Đây trên đây nhà sơn. Ba mẹ phút rồi.